Rồi, em Hồng Dương xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream buổi chiều ngày hôm nay nhá. Cùng bên cạnh em là Đồng Thiệp. Vâng, rất nhiều các sản phẩm buổi chiều sẽ lên để phục vụ tất cả các anh em. Mong các anh em trước khi xuất phát có thể cùng chia sẻ cho bên em một nút chia sẻ, một nút like để bên em có thể nhiều động lực hơn, nhiều sản phẩm ra để phục vụ anh em hơn. Nô ra, những mẫu nô ra giá dưới 10 triệu chưa bao giờ rẻ như bây giờ các bác ơi. Đây, dưới 10 triệu các anh em đã sử dụng bản nô ra biển Hà Nội. Đấy. Hàng là dán ni lông cả xe, xước một chút. Click cũng chưa đến 10 triệu. Hàng Honda, đấy, rất hay, một chiếc Yamaha và một chiếc Honda đứng cạnh nhau cùng phân khúc tiền, anh em có thể cân đối lựa chọn. Phía bên này Future X anh em nhá. Một chiếc Future X đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cạnh đào rồi ạ. Vâng, những chiếc xe Lit. Động cơ 125, hàng khóa Smart Key, form mới rồi, ở những đời 2019 rồi. Anh em nào có nhu cầu thì chốt màu xanh cũng rất là hợp, đúng không ạ? Đẹp. Anh em nào trên like cho em xin nút chia sẻ mọi người nhé. Phía bên này, những chiếc SH nhập cà phê, giá vô anh cùng yêu thương. Vâng. Và những chiếc Dream. SH nhập cầu, Dream Việt Nam. Rồi, một chiếc Spacey. Hàng hợp lý kinh tế đây. 15.800.000, nhấn mạnh luôn giá biển Hà Nội. Anh em nào có quan tâm đời 201 lên đời cửa sổ đây. Nhưng mà là bản 201 dán trắng, quây dán ngon lành hết rồi. Anh chị em nào có nhu cầu thích form dáng nhập khẩu, Spacey là dòng nhập khẩu rồi, có thể cân đối mẫu xe ga này giúp em. Rồi, một chiếc LED 2 tầng đây ạ. SH LED 2 tầng màu xanh tím cho em. Bạn đấy, ABS. Em ơi. Bạn ABS. Quạt cho bạn ABS màu xanh. Hàng đèn LED 2 tầng. Rồi. Nhìn cái form đèn LED 2 tầng rất là đẹp và rất là phù hợp với được cái con này là màu xanh tím anh em nhá. Lốp còn zin. Lên sport rồi. Anh em có thể xem này, hàng lốp zin cho xe này. Đẹp đúng không ạ? Càng ốc trục bản ABS đầy đủ hết đây. Bản 2017 125 ABS. Lên sport là vành đen càng đen, lốp theo xe, sơn zin. Dòng SH nhá, các bác mua chủ tùy ý cho em tất cả các lẫy cá nhựa này nó kít này. Rồi các anh em nhìn thấy không? Hàng là mặt nạ zin này. Phần trí này nó phải kít và đẹp. Rồi. Để chân cũng thế, các cái ngã ba này nó phải kít đẹp. Rất đẹp và kít đúng không ạ? Hàng zin hết, thì bác nào có nhu cầu chọn SH form đèn LED 2 tầng, máy zin, sơn zin, lên sport. Sport sơn các bác nhìn nhá, hàng sport sơn đẹp luôn. Đấy, một chiếc màu xanh tím than mệnh cho anh mệnh thủy nhé mọi người nhá. Lên được sport này, anh em nhìn độ sần của nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy, chìa khóa luôn. Anh em bên em thì vừa mới rửa xong. Lên sport thì là vành vành đen, tay sách đen. 29K1 64890, biển Long Biên. Màu xanh tím than. Đấy. 125 ABS. ABS. Đôi lốp vẫn còn nguyên bản nhá. Bác nào thích những chiếc xe ABS 2 tầng mà còn zin mới đẹp thì đây là mẫu lựa chọn hợp lý ạ. Tay vẫn còn zin anh em nhé, phím độ sần này, phím này. Rồi. Hiện tại là công tơ chạy được hơn 1 vạn. Đấy, phím công tắc anh em nhé, tay nắm vẫn còn zin. Đấy, tay phanh vẫn còn zin theo xe. Anh em quan tâm một chiếc 125 ABS. Rồi. Làm cho em con này. Rồi, giá thì 64.500.000. Vâng. 64.500.000. Rồi anh em trên này cho em xin nút chia sẻ anh em nhá, để hoặc anh em comment cho em chưa nhìn thấy ai ạ. Hợp lý nhất này anh em này. Được là được hẳn một cái phanh ABS, dòng phanh chống bo cứng để mua mới các anh em nhá. SH ABS và CBS. Vâng, 64.500.000 anh em nhá. Hơn 10 triệu cho cái phanh. Cũng được cái là phanh ABS cả bánh trước bánh sau với cả SH. Đây các bác có thể xem cái phanh ABS. Spacey Nhật anh ạ. Spacey Nhật đúng rồi. Anh không có thể quay gần đây được không? Đây các anh em nhìn này, phanh ABS hiện ngay lên trên hiện thị đồng hồ này. Đấy là một, đúng không? Rồi. Mất tiếng hả anh em? Hai nữa là cái phần đây, đĩa đâu? Chuẩn ABS. Đấy, cái là răng chống bó cứng. Nên là đảm bảo nó đi an toàn hơn cho đúng những rồi, anh có thể đi lại đường trường, đi đường trời mưa trơn trượt. Có những con xe mà anh em cũng nói là rất là chuẩn, vì là mua xe cũ thì không nên nhìn công tơ, vì bản thân công tơ thì là ra quay rất là ok. Đấy, còn là bên em thì bên em vẫn cứ cam kết với anh em con nào ok là ok, vì lốp nó còn zin theo xe. Chính xác. Đấy, anh em xem lốp, xem đồ giúp em. Những cái mình xem đồ. Lăn bánh, những cái chi tiết nó tiếp xúc với mặt đường nhiều hay ít nó sẽ ra được cái thông số cây số. Thường là mắt thợ bọn em cũng sẽ nhìn xe lít. Như trường em có anh Huy Hoàng nhá. Rồi. Anh Huy Hoàng em có luôn ạ, có xe lít. Xa xa vừa mới mua. Đó, vâng. Màu bạc. Lít hoặc nô ra cũng được anh ạ. Đấy, tín em lên. Vâng, 64.500.000. Một chiếc SH bản LED 2 tầng đời 2017 125 anh em nhé. ABS ạ. Biển số xe 29K1
0946 48 90. Anh em nào quan tâm một chiếc SH thì nên quan tâm xem con này, bản thân nó là biển Hà Nội mà nó lại phanh ABS, anh rất là đẹp. Con Frigo biển Sài Gòn thanh lý cho anh 20 triệu, em 20 triệu đi chị Dung. Hôm nọ em like thì là 22 22 22 22 28. Chắc chỉ bớt được mấy trăm thôi ạ. Anh Hiếu Ninh chào chị Dung xinh gái. Rồi, ok, chào tất cả anh chị em đang rất xem live stream mọi người nhá, đang đồng hành cùng bên em. Vâng ạ, anh em cho em xin bút chia sẻ 64 triệu 500. Vâng, đây em lên luôn mẫu Noza này đi, hàng nó ngay đằng sau, mà đặc biệt là hay là cái giá thành nó hợp lý quá cơ, em vừa mới mua. Đấy, trông thế thôi, hụt trước hụt sau ngon lành hết, gương được hai khóa đầy đủ, đề ngon lành, dán ni lông cả xe, giá có 9 triệu 800 nghìn. Bác nào quan tâm đừng bỏ qua, đừng bỏ qua, màu trắng đẹp nhá, biển Hà Nội nhá, 9 triệu 800 nghìn. Cố gắng chốt sớm nhất thì để mấy bữa là bên em sẽ lại bóc ni lông, mà bóc ni lông thì nó lại phát sinh thêm cái tiền dọn tiền đồ thôi anh em ạ. Vâng, thích đồ riêng biệt thì bên em cũng có. Ơi càng này đúng không, không ạ. Mộc được anh Nguyễn ơi, sáu còn lốp này trên thật thì em mua nó bất ngờ luôn, 4411 các bác nhìn ạ, lốp trước 2017 anh Duy Hiệp ạ, 2012 nhá, sẵn đăng ký 2012, lốp còn sơn zin dán ni lông nguyên bản, chạy thì nhô 4 vạn, từ 21 đến giờ hơn 4 vạn thì được rồi, không sao. Ni lông này, tem zin này, đồ zin này. Đấy các bác ạ, xe mua có photo chủ xe đầy đủ hết, là chính chủ đấy, nhờ người đi bán. Biển 29E1 36748. Tất cả các nắp xi nhan này các bác có thể xem này, tay sách này, được dán ni lông. Tem bên này dán ni lông ngon lành hết rồi, để chân ok đúng không ạ? Xây xước thì chỉ một vài bên mét yếm thôi, xước qua tí ni lông một chút hay là viền vép pha. Anh em có thể để nguyên hay dán lại thì tùy nhu cầu. Còn em thì cứ bán mộc 9 triệu 800 nghìn. Các bác xem đấy, đồ đạt 9 triệu 800 nghìn anh em ạ. Vâng, một chiếc xe Noza nhỏ xinh của Yamaha mộc mạc anh em nhé. Dáng rất đẹp nhá, dáng rất đẹp mà giá thành thì rất phải chăng, được biển có lít mới anh ạ. Đấy, các chị em có anh Vũ Trọng ơi, Vũ Phong ơi, xinh xinh có thể chọn mẫu này AB 2013 em có bản đèn bi. Máy ngon nhá, hàng đang là máy zin, hiện tại đang là sơn zin. Đấy, lốp trước vẫn còn zin, dán ni lông cả xe, hai khóa đầy đủ hết. Chị em nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe dòng của Yamaha, động cơ 115, có điện tử phun xăng điện tử. Đấy, chứ là chế FI đấy. Anh em có thể quan sát trên màn đồng hồ này dễ nhất này. Đấy, này. Bật lên này, có cái đèn này báo này. Đấy, kim xăng này, kim động cơ này, tất cả hoạt động ngoan lành hết nhá. Giá tiền 9 triệu 800 nghìn. Toàn những giá mới. Giờ bác nào đang con này ăn bao nhiêu xăng hả anh Hoàng Khoảng Thắng? 2 lít rưỡi. Vâng. Chính xác, Yamaha. Bao tiền có 9 triệu 800 nghìn thôi anh em nhá. Một chiếc Noza nhỏ xinh. Đấy, xe thì có xước sát anh em nhé, có xước sát không tránh được đâu. Tại những dòng xe cũ này thì mà anh em có thể về ni lông như thế này là cũng đúng, dạ, được đúng anh, rồi anh em công nhận không ạ? Đấy, có đồ hình dán thế này đây, xước mấy tí này thì đeo em nghĩ là thôi kệ, xe mộc sau mười mấy năm rồi thì kệ thôi anh em ạ. Đừng bóc không, anh Quỳnh Anh bình thường mà không phải ăn xăng như nước lã đâu, hàng có phun xăng điện tử mà anh nhé. Yamaha ngày xưa những cái dòng Novo hoặc những cái dòng không ạ, 8 triệu không được anh chị đâu, tốn xăng. Nhưng các sản phẩm mới của Yamaha, kể cả là GND và Janus gần đây, đấy những cái mẫu mới ăn xăng còn tiết kiệm hơn Honda. Anh em nào có tìm hiểu hoặc có đi có thể cho em lời nhận xét lên đây nhá. Những rồi, sản phẩm mới Yamaha có phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng vô cùng, không đến mức tốn kém thì anh em không lo lắng. Loza cũng là mẫu đã có phun xăng điện tử. Đấy, 2 lít rưỡi là phù hợp nhất cho cái dòng xe này để có thể tham gia dòng. Anh Hoàng Thắng đang bảo 9 triệu được không thì anh chốt, cố lên anh, còn có 800 nghìn nữa thôi mà. Tại vì dán ni lông sẵn rồi, hai gương hai khóa. Mà anh dòng này chị nào nhỏ nhỏ hoặc anh chạy đường gần cũng rất hợp lý. Đây này, con cháu được không ạ? Nhỏ nhắn xinh mà rất hợp lý, dễ đi, để chân rộng ra nhá, đổ cốp đổ xăng đằng trước nhá. Đấy, rất tiện các anh em ạ. Thì nếu mà so với chân em thì hơi thấp, hơi thấp, nhưng mà bạn nào mà cứ cao mà mét tầm 40 45 50 60 trở về nhá mọi người nhá. Đấy, rất là nhỏ xinh, công tơ chạy hơn 4 vạn, có 9 triệu 8 thôi. Máy thì ngon đấy, đây máy này. Đấy, nó hợp với lại dáng phụ nữ nhiều hơn, anh em cũng đi được, nhưng mà thường thường là những cái này thì dành cho các chị em đấy, đi rất là ok. Cố lên một chút anh ạ. Vâng, mấy trăm nữa thôi, nhưng mình sử dụng hẳn được một chiếc nó cũng là buông vắn rồi, xe nó chắc chắn, hàng nó mộc, đồ zin nó còn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh đã bổ quả, đang bổ quả xẻ gì đây. Vâng, chị Hoàn muốn mua xe cũ nhưng sợ công an bắt không chính chủ. Anh Trịnh Hoàn yên tâm nhá, cũng như tất cả các anh em trên này có thể yên đã tâm bổ, có một điều chắc xẻ chắn là công an không bắt lỗi chính chủ trên mọi phương tiện xe máy tham gia. Anh em có cái nickname đã bổ quả xẻ luôn, nhưng mà lại bảo với mình là đã bổ quả xẻ rồi. Em Dung ơi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, không bắt
anh cố cho cháu đi học rồi anh ạ. Mọi trường hợp đây là khẳng định luôn đúng không ạ? Thích xe anh nhỏ. Xe tham gia giao thông anh em có bằng, có giấy tờ xe đấy là đầy đủ để tham gia. Xe nhỏ thì hiện tại em nó không còn, tại anh em muốn xe đời đầu tiên đúng không ạ? Không còn, không còn. Vâng, future đằng sau, chờ em xíu nhé chị Tú nhá. Anh em lên quan sát mẫu Spacey xem sao. Đang đã dán trắng anh em nhìn đấy ạ, dán trắng nhìn đẹp không ạ? Quay này thì quay thì tất nhiên Spacey thì hầu hết là dán lại hết rồi. Chờ em xíu anh Huy Hoàng nhá. Có xe bạc nên là các bạn cứ dán lại là chắc nhất. Cửa sổ là lên nhá. Hàng đầu máy 1210 rồi 201. Dạ. Lòng này cũng sần này cũng sơn lại rồi. Thôi dọn rồi anh em mình đỡ dọn. Đấy, đây là dòng Spacey Honda bản những đời 2001, bản đấy là nhập khẩu ngày xưa rồi. Ở những giai đoạn đỉnh cao của đời cửa sổ Spacey thì chị em nào có sử dụng có thể nắm bắt được. Nó nằm ở hạng mục xe sang, xe đắt. Các bác nhá, Spacey. Kể cả đến thời điểm hiện tại, bây giờ những chiếc Spacey nhập khẩu mà chất tất nhiên là phải đời cao, giá thành cạnh tranh với SH là hoàn toàn xứng đáng. Đấy. Đấy là câu chuyện của những chiếc đời cao mà máy zin. Vâng. Chiếc đời 201 máy chạm thì còn lại được cái giá nó bình thường. Để ở ngoài kia trước cũng chưa lấy. Phúc hàng của ta thôi, đúng không ạ? Đấy. 15.800.000 một chiếc Spacey. Anh em đèn LED, đèn lên đèn LED sáng suốt, nhập khẩu mà. Dán trắng lên cửa sổ nhìn rất vuông vắn và đẹp. Rồi. Trần trang là dòng xe ga hạng sang rồi. Dành cho các chị em có nhu cầu cần một mẫu xe ga nhỏ đi đúng, lại. Đúng rồi, đúng biển anh em nhá, biển M. 29M83851 đúng đời đúng biển đấy ạ. Tại vì là xe này thì nó đúng là nó giật lên tôi lên mặt nạ cửa sổ. Nó là bản nhập khẩu 201. Chạy những dòng xe nhập khẩu từ những chiếc nhập Thái hay là nhập Honda Nhật Bản đúng luôn luôn lấy của chị tí nước khẳng định chạy ok nhất cho anh em có nhu cầu. Đấy. Đúng ạ. Rất chất, rất thoáng và chạy nó có chất riêng. Anh Hoàng Thắng đang bảo em là test lại chút anh chụp ảnh gửi cho con Noza, ra cái con đấy em nghĩ là máy móc ngon lành rất anh ạ. Vâng, rất chất anh ạ. Có đờ rim giật đẹp nào không em? Đờ rim giật à? Em giật thì nghĩ là em còn một con. Rồi để tí em Bảo Đức đưa ra anh nhá, hàng rim Việt thôi. Rồi. Chứ còn hàng rim Thái giật thì lại không còn rồi. Đấy rồi, bên đỏ có anh em hỏi có future 2024-23 nước không chị đẹp anh xinh. Ồ, hình như lại ngược ấy. Chị đẹp anh xinh. Rồi bạn Aji Bay Dai nhá, có future lướt hàng 2022 màu đen sần, giá sáng nay xếp báo là 23.000.000 phải đấy, em nhớ khoảng khoảng tầm đấy thì tại sáng em không có nghe được rõ tiếng lai thì anh em có thể kiểm tra hàng đen sần đèn led giá trên dưới 23.000.000. Vâng, anh Hoàng Thắng chúc các bạn sẽ đăng ảnh bây giờ mà anh cứ vào page anh xem giúp em. Anh gửi ảnh cho con anh, đấy là những cái dòng xe hiện tại là chưa dọn nhá anh nhá. Xe còn nếu mà dọn rồi thì nó lại không cần dọn, trước đấy dán ni lông sẵn rồi, đỡ phải dán ni lông anh ạ. Cho các cháu đi học gửi trường gửi lớp nó xây xước ra nó cũng sẽ xước. Bác cứ lấy luôn sẵn con đấy thay cho em lọ dầu là xong. Anh em yên tâm 9.8 rồi. Rồi Liberty 2018 tầm được bán được bao nhiêu biển Hà Nội? Xem 20 đổ lại anh nhá. Bản iGate ABS đấy ạ. Trước đây là 15.800.000. Không còn anh ạ. Vâng, 15.800.000 anh em nhá. Đời 2001 lên mặt nạ cửa sổ. Tóm lại là bây giờ nó sạch sẽ ngon lành rồi. Đấy, mua là mua cái sạch sẽ ngon lành. Anh em lưu ý những chiếc Spacey đẹp đẽ ngon lành nó là những cái xe nữ hạng sang là chính xác nhất. Chạy thì nó là bản thân nó là những chiếc nhập khẩu rất thích. Mời anh em đến với mẫu Future. Anh em hỏi nhiều. Đây Future X, các bác có thể nhìn nhanh. Chiếc này vẫn là lai lại nên em sẽ nhớ rất rõ. Hàng nó đẹp ở những cái nước tem zin này, các bác nhìn tem sinh nhan sơn này, ơi nó zin thì nó rất là đẹp, nó rắn đúng không ạ? Kể cả là nhũ càng, nhũ vành đúng không ạ? Chân nan và vành thì có xuống rồi, cũng trừ điểm được rồi. Nhưng mà nó còn lại nó là zin. Đè này, anh em nhìn cái viết xước qua này, đúng không ạ? Bên này nhá, cũng là tem. Ưu điểm là tem còn được, nói chung nhựa như thế này là được. Nhược điểm thì là máy chạm, đấy cũng vẫn là cái chiếc Future X đời 2011 đã báo anh em từ bữa trước rồi, đúng không ạ? Đồ nhũ là đều còn tất, anh em có định chân trống này là em sơn lại thôi nhé. Vậy, đây, sơn lại. Thì đồ nhũ này em đang nói những cái này, đấy, cả này, ra máy hộp xích này. Được cái tem, bộ tem đẹp, tem 2011. Đồ đà thì thôi nó cũng đều đều anh em nhé, 2011 ạ. Biển số xe là 29FE1, đúng đà đấy ạ. 40874. Anh em nào lại sinh năm 1974? Đít 74 anh em ạ, đít 74 là cho em con này. Được cái dáng rất đẹp, mẫu Future Việt Nam rất là thích đấy ạ. Mẫu Future cao, dáng đẹp, dáng thanh,
Đấy, nhiều bác có tuổi hay là những anh em có tìm hiểu đều rất chuộng form dáng Future X và Future Neo này. Giá tiền nhá, 29F140874. Rẻ thôi anh em. Nào có nhu cầu thì cân đối 13.500.000. Rồi, bao dọn cho mọi người nhé, 13.500.000. Đấy, 13.500.000 bao dọn cho anh em. Anh em nào mà quan tâm một chiếc Future X. Miền Nam thì em rất là thích. Anh em rất là thích cái dòng này, Future X. Rồi, anh lên gần cái đầu quan cho các bác xem. Vâng, AB2019 em có nhanh thịnh nhá. Xe này bao nhiêu? 13.500.000 ạ. 2011 biển Hà Nội. Đấy. Đồ đạt thì em cũng quay đều rồi. Thực ra là đáp nói xe thợ thì là đương nhiên là người ta có, nếu mà bên em thì thường thường là hay bán xe mộc nhiều. Còn nếu mà bên em không bán xe mộc, anh em quay xe mộc thì nó xấu hơn. Đấy, thì đồng nghĩa cái việc là bên em sẽ dọn sạch sẽ con này cái nào. Thực ra là ai cũng thế thôi, mình nhìn đồ đẹp mình cũng thích mà, đúng không ạ? Đẹp thì cũng thích. Thế nhưng mà nhiều khi anh em cứ bảo là dọn nhiều quá. Bọn em dọn là toàn phải vào đồ xịn, đồ ngon lành thôi. Nên anh em mua bên em cứ yên tâm nhá. Vào thì chủ yếu anh em ạ, dọn những cái như kiểu là má phanh, còi đèn xi nhan là những cái cơ bản và cũng gần như là bắt buộc cho mỗi phương tiện tham gia giao thông rồi, đúng không ạ? Nào là động cơ thì em đã kiểm tra khi mua, nhưng khi làm lên thì phải những cái phanh nó phải đảm bảo an toàn cho các bác sử dụng, hay là điện đó, còi đèn xi nhan ấy, nó phải ổn định. Đấy là những cái cơ bản. Còn hình thức thì thôi, mỗi anh em một sở thích nhu cầu, em làm cơ bản, anh em muốn làm đẹp hơn có thể yêu cầu nhé. Đây, điển hình đúng rồi, anh có clip 125 biển Hà Nội tầm 20 triệu không? Có anh ơi, tầm 20 triệu là ok ạ. 20 triệu là anh em sáng nay em có like một con có 19 triệu thôi. Đời 2014 125 rồi đấy anh. Rồi, anh Cao Xuân Bùi, anh em gần rồi anh ạ, gần rồi. Rồi. Năm mấy rồi, năm 6, năm 7 rồi anh. A-Blade 29G1 12953. Đầu tư nói chung là đầu tư toàn bộ ngoại thất, anh em có thể nhìn nhanh thấy những cái chi tiết như là sơn xi tay sách đều đã được đầu tư đẹp, sần cũng đã lên để phục vụ anh em có thể quan tâm đến hình thức đẹp. Sạch sẽ anh em nhá, lại 2011 nó là sạch sẽ, đời này rất là nhiều anh em thích chuộng tại vì là bản thân anh em giá thành nó hợp lý. Đấy. 12 triệu giá tỉnh mà như Hà Nội. À, giá Hà Nội mà như giá tỉnh. Đấy, chiếc biển Hà Nội sẵn rồi. Đúng rồi, anh Vinh Hưng nhiều anh em không thích ạ. Ngon hết lên rồi mà có 12 triệu thôi. Đấy. Ưu điểm thì là những chiếc xe hàng động cơ của Honda. FE phun xăng điện tử đúng không ạ? Đây các bạn xem. Rồi. 12 triệu đồng hả em? Rồi anh quay cho em một vòng đi. Avalanche 2011 anh em nhá. Máy zin. Máy còn zin. Sơn xi thì tôi anh em cứ xác định sơn lại rồi, nó nhanh gọn lẹ. Sơn lại rồi. Đấy. Mất cái đuôi biển, đuôi sinh tài. Nhược điểm vậy thôi, còn ưu điểm là có 12 triệu mà hàng hình thức thì đẹp và máy thì zin. Các bác nào quan tâm đến những dòng xe ga của Honda, nhất là các bác anh em nam giới thì đây là lựa chọn rất hợp lý ạ. Rồi đây để anh em rất nhiều các bác quan tâm những dòng xe bên em, biết anh em còn quan tâm những mẫu nào. Đây anh Quang Trung có xe Min, có luôn, em có một chiếc Min Thờ biển 73 màu đỏ, hàng cũng là cứng cáp anh nhá, nhô hai một chút thôi. Anh Ngô Văn Hợp, anh thiệp zin của em trước mua 27 triệu xe vẫn nguyên bản, thế giờ anh lấy lại bao nhiêu tiền anh ơi? Cho con em này xem thì lại đời 20... được không? Vâng. Nếu anh Ngô Văn Hợp mà chơi zin thì thực ra không lỗ nhiều anh ạ, rất hợp lý. Cho em xem hình ảnh zin thì em cũng trao đổi rồi, có thể là lô năm thì 53 triệu mà mới lấy thì thôi 3 triệu cũng là xong đấy anh em, đơn giản không có thể gì nhá, zin nó rất là đơn giản. Con này thì đời 2011 chứ anh em nhé, 2011 12 triệu đồng. SH1 đi ạ? À? Vâng, SH1 em rất là nhiều. Đây. Anh em quan tâm một chiếc xe đờ... Còn đằng sau, còn đằng sau. RX. Dim, giờ RX, Lít, đấy. Thì rất nhiều xe đằng sau đang đợi để phục vụ các anh em mình. Nên là các bác ngoài những dòng xe này, các bác còn quan tâm đến những nào? Lít à? Anh em vừa hỏi Lít hay S1 nhỉ? Thôi làm luôn chiếc Lít này đi. Lên được. Với 2010 Bành Đúc em có anh em nhá. Có chiếc SH1 nào đưa lên nhá, SH1. Rồi em bảo SH1 rồi anh em. Lít chị em là chính xác nhất. Lít trước nào. Lít và SH1 gần như là nếu các chị em dùng Honda nhiều, hai chiếc xe này nó cũng có những cái tương đồng nhất định, đều là động cơ máy 125 nhưng nó khác không còn anh Đoàn Văn Tý ạ. Và form dáng Lít thì nó thiết kế theo phong cách là tối ưu hóa về thiết kế, gọi là công năng tiện ích tối đa, rất rất phù hợp cho những chị em có nhu cầu chạy để đồ nhiều và chạy đơn giản. SH1 thì nó lại là thuộc xe hạng sang rồi, thương hiệu của SH rồi. Thôi à. Biển là 29B1 96605.
2019 anh em ạ, màu xanh tím. Quá smart cây, biển Hà Nội, lít 125. Hàng đẹp đây các bác nhìn, đây đẹp từ cái tem này. Đấy, các bác nhìn cái tem zin. Xung quanh cái tem nó cũng là zin nguyên bản. Đèn xi nhan hay đèn tay hậu này đều nguyên bản. Để chân này cũng zin. Có cái Oppo là sờ ba lại. Cái phần này nó bên dọn các em phải sờ ba lại này. Rất dễ thôi các bác ạ, để nó hơi xấu nhưng mà mất điểm. Oppo tay sách. Còn yên này, các bác nhìn yên và sơn vẫn đều hết này. Sơn sần, cái sơn sần này. Nó bạc nhẹ nhất mà vẫn còn đây gầm này. Yếm. Đúng không ạ? Rồi, xin ông xin điếc rất là đẹp anh em nhá. Nhôm quả mạ nhôm inox này rất là đẹp luôn này. Đấy, sáng quắc luôn. Đấy, anh em quan tâm 2019 mọi người nhá, màu xanh tím, hàng mộc mạc. Hàng mộc, hàng zin đấy anh em ạ. Vâng. 29B1. Giá là 29.500.000. 96605. Máy rất bền, máy của Honda, cốp rất rộng này các bác xem, 37 lít đựng cốp theo nhà máy thiết kế. Những cái dòng xe lít là những dòng xe gọi là không có đối thủ về cốp rộng ở phân khúc xe Honda. Kể cả SH đắt tiền hơn nhưng về độ rộng của cốp thì lít là đứng đầu anh em ạ. Chị em là chính xác nhất, đúng không ạ? Đấy, 29.500.000. Dòng xe của Honda giữ giá và có những cái sự ổn định khi chạy, tiết kiệm nhiên liệu thì nó đã là thương hiệu rồi, đúng không ạ? Các chị em thì lựa chọn lít rất nhiều. Mẫu mới nó cũng có cải tiến và nó được đánh giá đẹp, dễ nhìn hơn những form dáng cũ một chút. Còn để so sánh SH thì nó thường. Rồi anh Minh Xuân. Còn về màu đen, em sợ hàng lướt. OEA màu đen 110 hàng lướt thì anh em còn hay sao anh em? Đây, anh Đoàn Văn Tý có Alpha lốc đen, hiện tại em không còn ạ. Alpha nhiều các anh em hỏi Alpha. AB, AB em có nhiều anh em nhé. AB, AB một mắt đời đầu S21 rồi. Ok anh Trần Hùng Văn Hợp, hình ảnh em gửi gì? Vâng được rồi ạ. Thế để chắc là bên trong sếp em sẽ trực tiếp xem để báo giá cho anh nhá. Đây anh Quang Trung hỏi xin giá con Min, rồi em báo luôn. Min à? Online gửi cho anh Quang Trung chiếc Min biển 73 nhá. Còn em báo giá cho anh luôn ở trên này. Min biển 73 giá là 12 triệu 800. Đấy trên live em để cho anh 12 triệu 800 chiếc Min đó. Anh em online gửi cho anh trước đây. Còn đây là S21, S nhập. Nhập khẩu anh em nhá. Cà phê. Màu cà phê. Đang bảo Đức lấy S21 ra. Nhập khẩu anh em ạ, màu cà phê. Đấy em cũng là một thời anh em một thời làm vương làm tướng. Đúng rồi, làm vương là tướng là cả một nó là đứng đầu bảng của SH. Chưa nói đến nhập hay là Việt, lúc đấy thì chỉ có nhập thôi nhưng mà nó là đẳng cấp. Kể cả những năm tháng về sau nhá, các anh các chị mà đã từng trải nghiệm SH nhập khẩu thì luôn luôn đánh giá nhập khẩu cà phê nó là những dòng thương hiệu đứng nhất đứng nhì. Đến thời điểm bây giờ nó vẫn có giá trị. Bây giờ thì lại thêm được yếu tố nó lại rẻ. Đấy, nó phù hợp với cái tầm nhu cầu kinh tế của các anh em có quan tâm. 29P1 80803. Rồi. 125 2010, đăng ký thôi, sản xuất chắc 209 bản cà phê, giá 31 32 triệu 800 dọn mất 300 32 triệu. Đấy, bác nào có quan tâm thì cân đối 32 triệu đồng nhập khẩu đấy. Em đọc 32 triệu, khách hàng giật mình. 2009 nhập khẩu có 32 triệu hả? Đúng ạ, có luôn. Mà máy nhập các bác nghe này, nó khoát máy nó tự đăng ký 2010. 125 nó vẫn có những cái kit để các bác xem, như nhựa này, nó không có rung lắc hay là nó sọc sạch cái điện thoại của mình. Xong cho chị mới ít S21 đây em ơi. Được rồi, S21 xi nhan này là còn nguyên bản, có tay sách thì có sơn lại rồi. Chúng các cái xi nhan với lắp hậu đều bảo anh em để gọn vào tí. Lát các bác nhìn đây, đây máy GF đầu máy 0013 này, các bác có thể xem cái đầu máy đấy. Hàng nhập và xem cái đấy là dễ nhất đúng không ạ? Ra máy có thiểu qua được cái sơn sơn cà phê là các cái nhựa lẫy đều. Liberty màu trắng chờ chiếu nhé Tiến Đạt nhá. Basic có không anh? Có basic ạ. À. Đúng rồi. Hàng 2010 hay hàng 2015 thì em đều có để anh em có nhu cầu quan tâm. Nhập khẩu 32 triệu đồng, đăng ký 2010 anh em nhé, 125. Rồi. Đấy giá yêu cực kỳ luôn. Màu rất đẹp đúng không? Quan trọng là cái giá nó yêu nó. Chính xác. Nhưng máy vẫn ok nhá. Anh em nào quan tâm, đây anh em nhìn nghe máy này. Đấy. Vẫn có những thời gian 3 tháng bảo hành cả máy cả acquy cho các bác nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về cái dòng SH nhập này. Đấy. Nghĩa làm sao? Ok Minh Minh. Lưu ý cho em cái đường nước làm mát, nước làm mát. Đây anh có thể quay đây này, nhân tiện trong lúc đợi xe anh. Anh em inbox cho trực tiếp Minh Minh nhá. Minh Minh báo inbox xe gì đấy ạ? Hàng nước làm mát.
pin nó nóng lên thì các bác lưu ý phải kiểm tra ngay đường nước làm mát cho em. Tầm giá trên 40. Vâng. 40 chiếc này thì dưới rồi anh ạ, à, không đến được hơn rồi. Anh nào đang hỏi? Anh Trần Đức Minh hỏi về SH trên 40 cơ. Đấy 32 triệu đồng. Vision. Xem Alpha máy trắng, không còn Alpha anh Diệp. Em ơi, Diệp lên con này đi em ơi, cho con này ra đi em ơi, quay con này. Rồi. Giờ thích anh em nhá, 2010 110 anh em vừa hỏi em luôn đấy ạ. Đông nhất trong ngày đây. Anh em có thể xem, đúng là Hà Nội. Đất chật người đông. Có một lượng là phụ huynh đến đón học sinh học về và có một lượng là sẽ là vận chuyển xe để đưa dọn phòng, dọn nhà. Xích nữa chân của chị. Đây là sẽ là mặt phố, mặt nhà hôm nay hơi chật chội một chút anh em. Em ơi cho lên đây đi. Rất lên đây. Đợi chờ trong một chút nhá. Đấy. Không đưa xe kịp dễ nhất cho anh em quan sát được. Ôi chiếc này chắc là hôm nay xuống giá thôi, chả biết. Mạnh dạn xuống 10 triệu, nhớ cho em nó là vành đúc. Đấy, vành đúc nhá. 10 triệu là cộng chính xác con triệu 2. Đấy, sơn vẫn còn rắn đanh. Hàng giới đích 209, những bản giới đích 209 là những giới đích mà các bạn hay chạy trên vùng cao chuộng và dùng nhiều nhất. Dáng nó gọn và xe nó thoát, nó khỏe. Đấy. Hàng nó lai thồ hay là vận chuyển cực kỳ phù hợp. Đi ăn, đi làm, kiếm tiền về thì đây là mẫu hợp lý nhất. Đấy. Nhiên liệu thì chạy của xe Way động cơ 110. Nó là ưu điểm là tiết kiệm. Khung sườn thì nó là thiết kế cho máy 110, nó gần như là dòng cứng chắc và chắc chắn nhất của dòng Way thông dụng. Dáng thì nó lại nhỏ và gọn, rất là tiện. Giá hợp lý 10 triệu, biển Hà Nội. Đấy. Vành đúc. Lốp lát dày dặn. Chị em anh em mà có nhu cầu lấy về chở hàng, chở đồ thì chỉ cần đổ xăng là lăn bánh, không cần phải đầu tư gì thêm nữa, đúng ạ. 10 triệu nhá. Anh em nào đang quan tâm thì hãy cân đối một chiếc giới đích 30K9 3697 vành đúc vành đĩa 2010. Vâng. Đấy vành đúc vành đĩa dòng này là anh em chở miền núi miền ngược là hơi bị anh hơi bị tuyến thích. 9 triệu thì em lỗ mất rồi ạ. Đấy. Quay mà thật sự đây anh em có thể xem luôn, em cũng like cùng một cái bảng giá như sếp đấy, có các cái giá anh em có thể xem. 30K9 3697 giá kỳ vọng là 10.595.000. SH cà phê giá 32 triệu. 2 triệu. Đấy. Thì coi như là cộng thế này là được 1.8 triệu thôi anh nhá, chưa được cộng nổi 2 triệu luôn. 12 triệu tháng 12/2/9. Đây là 10.600.000 lên 2.5 triệu. 10 triệu. Được 1.9 triệu. Anh em nào cũng là có quan tâm thì chốt cho em. Có ship tất cả các tỉnh anh em nhá, bên em có bảo hành cho anh em luôn ạ. Đấy, những cái dòng xe mà bên em bán ra bên em vẫn cam kết bảo hành về máy móc cho anh em. Nên là những các anh em ở xa có thể yên tâm, em tả cố gắng chi tiết nhất. Sau đó các anh em cần xem thêm có thể có ảnh để cung cấp anh em xem thêm. Và anh em hãy chốt vì còn phần còn lại thì bọn em có bảo hành đồng hành cùng khách hàng hết rồi. Nên các anh em có thể yên tâm, sản phẩm bên em đã đều được kiểm tra nhé. Từ khâu vào hay là khâu kiểm tra cho phòng kỹ thuật. Đấy, em đã báo rồi, có dọn đẹp, tức là anh em yên tâm là các cái phanh này hay là các còi đèn xi nhan hay đề đóm này gần như là hoạt động hết trước khi giao, bọn em kiểm tra lại lần nữa, nên là các bác cũng yên tâm, đúng không ạ? Tránh trường hợp là nhiều bác bảo là xe đấy đèn đó này không nổ này, hay là đề đèn không kêu, còi không kêu, đã đều được kiểm tra hết nhá. Trước khi em giao còn kiểm tra lại lần nữa rồi. Anh em đang bảo 9 triệu, anh Đỗ Tuyến bảo 9 triệu để cho cháu đi học. Không được anh ạ. QA 100 biển 38 bán chưa em? QA 100 chưa bán ạ. QA 100 màu xanh biển 38. Anh Hòa Nguyễn. 38 hay 36 nhỉ? Em còn một chiếc đấy ạ. Còn biển 36 thôi anh ạ. Biển 38 em bán rồi. Cô vừa xem cô live stream. Ừ, cô vừa xem cô live stream. Đây, chào các bác. S21. Chào các bác. Ừ, đẹp dài, tép trông to cao, đậm đạp. Rồi, vào trong kia đứng đi để cho cô làm. Rồi em ơi. Mốt đi anh em nhá. Lấy con đời nào đời cao nhá, đời cao hơn anh em hỏi trên 40 chưa? Chứ con này thì chắc là không với được giá đấy rồi. Nhìn cái khóa chìa này là biết rồi, giá chỉ 3x thôi cho anh em ạ. À. Màu đỏ, màu đen, lòng đỏ. Lòng này anh em nhìn cái lòng đỏ cái yên thì nó phối màu được không ạ? Đấy, SH họ phối màu rất đẹp luôn. Nhìn sang đúng không ạ? Đen đỏ. Rồi. Màu trông nó rất là nổi đúng không anh em? Đây là màu đen đỏ phối hợp rồi gọi là hàng kiểu sport anh em ạ. Yên đỏ này, sần đỏ này. Đấy, cái này màu đen. Đấy, tay sách thì bên em có bắn tỉa anh em nhá. Đời thì là 2014. Đấy, cho em xin một vòng. 2014 anh em nhìn cái sần đẹp.
sần đỏ nha mọi người nha. Mặt mũi pha kính đều đẹp. Đây. Nó là hàng cứng cáp mọi người ạ. 2014 đây anh em nhìn này, thụt này. Anh em bắn tỉa nha mọi người nhá. 32.800. Bây giờ rồi. Thì đúng là cạnh tranh với những chiếc Lít và những chiếc Vision rồi. Nên các chị em mà có quan tâm mẫu xe sang, SH là xe sang rồi ạ. Đấy. Rồi. Về động cơ máy móc bên em vẫn bảo hành đầy đủ cho chị em nên là yên tâm. Chủ yếu là chị em có nhu cầu quan tâm với SH thì đây là lựa chọn hợp lý. 32.800. Đã là những chiếc SH1. Đấy các bác. Đã là những xe hạng sang rồi. Giá quá hợp lý luôn anh em ạ. Ngày xưa thì toàn bốn mấy, bây giờ mua mới nhưng mà em vẫn giá mấy tiền? 58, 60 để mua được những chiếc SH1. 32 triệu đồng anh em nhá. 32 triệu đồng. Rồi anh em có quan tâm hãy liên hệ sớm nhất. Nhất là các chị em, được không ạ? Hàng nó là hàng rồi. Phù hợp về giá cả. Dọn dẹp thì đã xong xuôi hết rồi. Như tay xách đồ đạc lên để các chị em chỉ việc đổ xăng và lăn bánh thôi. Chị em nào có quan tâm được cả biển Hà Nội 32.800 thôi. Không, không. Giám đốc Hoàng Kiên ngay ở đằng sau nhá. Anh em có em nhá. Nó định danh cơ. Xong rồi chưa? Ok. Trực tiếp giám đốc đi tiếp. Tiếp tiếp vẫn kiểm tra liên tục luôn. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn mẫu nào mình có quan tâm. Đấy. Anh Phạm Văn Chính, chị Dung hôm nay lên đồ giản dị. Vâng. Anh Trần Đức Minh, đen đỏ màu đồng bóng quá. Vâng, cái form này nó cũng bị một cái nhược điểm như anh vừa nói là đúng. Và sau đây một số những cái Honda họ đã bắt đầu chuyển đổi màu đen đỏ, màu đẹp hơn là những cái mẫu ở đời. Tôi la anh tính, tôi gọi cho. Đỏ mất, và đen nhiều, đen ít, đỏ nhiều thì nhìn nó lại sang hơn. Nhưng mà màu đón đen đỏ đầu tiên là ở những form 24 là những form dáng này. Đây là em để nguyên bản theo như những thiết kế của nhà máy anh nhé. Các anh muốn cải cách, cải biên thì mình có thể xử lý spa lại được theo ý mình. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe A-Blade, bầu trời Hà Nội đang nóng lắm anh em ạ. Nói thật ra là bây giờ chỉ có mặc mỗi quần áo satin thì còn ok, quần áo tầm này nóng lắm. A-Blade anh em nhá, biển 29G168141 ạ. Vâng. Một bản chế cơ. Đợt này em thấy cái dàng này nhà em lại bán rất chạy, không biết không là anh ăn biết ạ, em không có beo đâu. Các anh em có quan tâm nhiều đến cái mẫu này hơn không ạ? Để em tiếp tục nhập nhiều về phục vụ anh em. Mẫu lên chế cơ, một trong những mẫu xe Honda mà giá rẻ bất ngờ. Thật sự là bất ngờ. Không ai nghĩ Honda có những thời điểm hiện tại các bác mà đi bán sẽ giao đâu ở 5-6 triệu là bình thường. Trong khi đấy nhà em bán ra ở mức 7-8 triệu với những xe mộc. Dọn dẹp lên thì em sẽ cộng thêm tiền đồ. Đấy, anh em thấy những chiếc Lết chưa bao giờ rẻ như thế. 5-6 triệu cho một chiếc A-Blade nghe rất thương hiệu luôn. Thì em thấy dòng này bây giờ giá rất hợp lý. Bác nào mà có nhu cầu chọn thì lúc này cực kỳ phù hợp. Vấn đề là bản nó là bản chế cơ, đúng là nó ăn xăng hơn kim phun điện tử là đương nhiên anh em ạ. Nhưng cộng lại mức tốn quá. Đúng rồi. Cái giá thành của nó thì lại hợp tình hợp lý. Đấy, cái giá nó rất là hợp lý. Chắc là bên em sẽ phải giảm rồi. Đúng rồi. Rồi, chiếc này lùi 1 triệu để anh em có thể tiếp cận dễ nhất. Giá bán xuống còn 10 triệu thôi. 10 triệu, hàng dọn dẹp xong xuôi rồi. Đây anh em có thể xem những chiếc A-Blade chế cơ biển K1144. Sorry, biển biển G1, đấy em lại nhầm biển. Biển G1 các bác nhá, 68141. 11.500.000. Đấy, giảm một con 10.500.000. Thôi bán 10 triệu thôi, giảm 1.5 triệu luôn. Đấy các bác có nhu cầu 10 triệu. Sơn, có sơn, đây là lên tem là tem đời chế cơ à, chế FI các bác nhá. Lên chế tem chế FI hết rồi. Đấy. Tem đằng sau thì cũng lên tem chế FI. Có cái nẹp này là nẹp của chế cơ thôi. Đã lên tem và sơn và tem lên hàng mới rồi. Có con xe Way nào đời 2016 không ạ? À? Anh đấy là anh Nguyễn Đức Thịnh đấy, anh hỏi 2016 nó là bà bản máy 100 rồi đúng không? Máy 100 đầu bò 4 ốc. Đời cuối cùng rồi anh ạ. Tem bên này thì hơi xấu rồi, nhưng mà mất một tem hơi xấu, nhưng được cái nhựa nhàng nó cứng cáp chắc chắn, sơn xi ngon lành hết. Gà nhựa cũng về. 10 triệu cũng dòng lên chế cơ, rất hợp lý. Cảm ơn anh Zobe. Vâng, anh mới vào live đang hỏi con gì đấy ạ. À, anh giới thiệu lại đi, một con A-Blade bản chế cơ. Giá là 10 triệu, giá 10 triệu. Vâng. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Biển Hà Nội, lên biển 5 số, nhìn cũng rất là sang. Với những anh em có nhu cầu đầu tư cho em đâu đó 200.000 bộ tem, lên mấy trăm nghìn cái nẹp nữa là nó giật lên là bản chế FI là nhìn nó sang hẳn luôn. Lên bộ tem thôi, lên bộ tem lại. Cái tem này là tem dán lại rồi ạ. Rồi anh em lên làm lại cho em bộ tem nhá mọi người nhá. Cái tem này nó hơi xấu xấu một tí. Rồi.
Nên được cái đâu đổi lại giá thành thì con này được cái máy còn ngon. Anh ăn năm hai không beo 125 không còn beo ạ. 2008 2009 anh em nhé, bản này đó là đời chế cơ đời 2008 2009 là nó là lốc đen. 2007 là lốc trắng đấy. Bản 2008. Vâng. Tại vì lên biển năm số. 2008 ạ, 2008. 10 triệu đồng anh em nhá. Cho lên đây em ơi, không đâu cho nó. Rồi lên trên nhá, anh em cùng lên trên nào. Một chiếc SH125. Giá thì nào rẻ không anh chị? Hơn 40 Đức lại mang nhiều cái này là lại hơn 50 mới thôi. Em nhiều lắm. Hơn 50 nhiều luôn, em vẫn nhớ chiếc này. Máy ngon anh ơi đấy. Các cái tính năng, anh em có thể nhìn nhanh một cái tính năng cơ bản nhất đó là ABS. Vâng, anh em đang hỏi con Ablet chế cơ nổ máy đấy, chưa nổ máy sao nhỉ? Có nổ máy, em nổ máy anh ơi. Êm quá sao mình cũng nghe. Êm quá anh em chưa nghe thấy đúng không anh Dương Khải? Ok. Màu đen 10 triệu dọn xong hết. Nhược điểm là nó có những cái nước sơn lại không thể tránh được. Cộng với cái tem họ lên tem chế FI và cũng lâu rồi thì cái tem lên nó sẽ bị bẩn và bị xấu. Đây là tem. Anh em cố gắng nếu cần có thể đầu tư cái bộ tem đôi trăm nghìn nhưng mà nó rất là sáng. Đấy. Rồi. SH1 nhá. SH1. Càng zin này, đĩa này. Na răng ABS tất cả nguyên bản xe ở những năm 2021. Đấy, kể cả lốp anh em có thể xem luôn cái lốp này là nhìn la răng lốp là. Rồi, xe 2021. Lốp 2021. Đấy, càng vành nhựa zin hết. Rồi, đây, đẹp này, tay nắm, tay phanh đều nguyên hết, các bác có thể xem cả hai bên. Chủ giữ đúng không ạ? Nữ đi nhưng mà giữ này thì cũng gọi tay lái cũng là chắc đấy. Nhìn hết thế này. Công nghệ phanh ABS nhá, nó là bản SH1 đắt nhất trên thị trường. Rồi, đời 2021 anh em ạ. Chạy km rất là ít luôn. 5600 cây đây anh em nhìn từ cái tay nắm zin này. Sần nâu anh em nhá. Đây anh em tay nắm này, yên áo này. Đấy, sần này. Zin hết luôn, 2021 chạy 5600 km. Anh em quan tâm một chiếc SH1 bản ABS mọi người nhá, gương lược vẫn còn cả đôi. Đấy, chìa khóa anh em nhìn này, liệng đầy đủ hết cho anh em. Bên em test rất là kỹ càng rồi. 57 triệu thôi. Tay sách vẫn còn zin. Để anh em có thể kết nối một cách dễ nhất, đơn giản nó là hơn 5000 cây. Lốp nó còn zin và sơn anh em có thể xem những cái góc cạnh này để thấy được cái lớp sơn zin và độ kít này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, những cái dòng xe gọi là mấy năm nhưng mà tuy 2021 đến giờ là cũng 3 năm nhưng mà để nói xe mấy nghìn cây là anh em có thể nhìn thấy rất dễ này. Cái nẹp mạ này. Hay là để chân đồ rất đẹp và đều. Vâng anh Bin ơi, nếu mà anh muốn mua SH125 125 thì giá thành đời 2013-14 thì nó chỉ tầm khoảng 3-4 chục trở lên thôi anh nhé. Vâng, anh Bin nhé. Hơn, đúng rồi. Đấy, những dòng xe SH thì anh em có dao động cho em tầm trên 40 triệu là anh em mua được SH ngon lành rồi. Đấy, quan trọng là anh em mua những dòng tầm tiền đấy, anh em quan trọng cho em cái chất lượng máy. Còn hình hài thì có thể nó hơi xấu hơn một xíu. Bên em có thể xử lý được hình hài cho anh em được mà. Rồi một chiếc khai 5600 cây, 57 triệu đồng, 2021 bản ABS anh em nhé. Anh em nhớ cho em đây là ABS ạ. Vâng, chống bo cứng. Vâng. Chống bo cứng một bánh. Anh Nguyễn Đức Thịnh cho xem quay. Thì thoảng em vẫn ra quay đấy ạ, đằng sau kia thì lại chưa có chiếc quay nào. Đúng rồi, để em vào Đức nhá. Đức ơi xem có một vài chiếc quay nữa nhá, bổ sung quay. Lên okay. Đi em ơi, đây nó đang tắc đường anh em nhìn đây. Đợi một chút nhá, hiện tại là quay này. Đường Hà Nội giờ đang chật rồi, đấy, xe này, đấy, xe này bây giờ taxi vận tải này. Đấy, thành ra bây giờ nhà em đang cái khung lai nó rất là nhỏ. Cố gắng Đức bê mâm cho nó chuẩn chỉ. Em sàng quay dàn áo đẹp ạ, à? Anh muốn quay dàn áo đẹp. Nhà em không còn anh ạ, không có. Mẫu mà được SH nhiều các bạn trẻ hay là các bác trung tuổi đánh giá là đẹp và sang. Đèn led 2 tầng, ngồi nó cân, nó rất là cân cắn cái xe, nó hợp lý. 125-2019, lại công nghệ ABS. Đấy. Anh được nhiều cái ABS quá thì tranh thủ lúc nhiều cái ABS nhé, em giải thích một chút cái phanh ABS trong lúc lên mấy cái ABS, sợ nhiều khi anh em ở trên này không, chắc là nhiều bác biết rồi, nhiều bác lại chưa nắm bắt được. Phanh ABS là một chức năng phanh chống bó cứng dành cho những chiếc xe chủ yếu là xe phiên bản xe máy ở phanh đĩa trước. Đấy, nhưng riêng SH là cả đĩa trước và đĩa sau đều được trang bị phanh ABS chống bó cứng. Đấy, khi bác đi ở tốc độ cao bó chắc phanh
nếu bình thường không có ABS, lập tức xe nó sẽ có hiện tượng là bó cứng xe và có thể gần như là nghiêng lật nghiêng đổ xe. Đấy, nhưng khi phanh ABS nó đo đến lúc mà mình có thể vào trạng thái đổ, chuyển trạng thái ngã, nó sẽ chuyển vào la răng ABS, giảm ăn đi cho phanh. Sau đấy xe sẽ trôi đi một tốc độ vừa tầm để làm sao cái xe nó không nghiêng đổ ngã được. Đấy là cái phanh chống bó cứng. Tên đầy đủ của nó phải là chống bó cứng. Đấy, chống bó cứng lại cái xe. Anh em nhé, nên là ABS cả hai bánh nó cực kỳ an toàn. Bánh trước này. Đấy, và cả bánh sau. Đấy, riêng ABS ở SH thì lại duy nhất là được cả bánh trước và bánh sau. Còn những dòng khác không phải dòng thể thao thì chỉ có một bánh thôi. Đấy, lên SH nó được trang bị ABS là gần như mức tốt nhất. Anh Trần Ngọc. Rồi biển số 29P1 Cầu Giấy anh em nhá, 76347. Lên cả đấy, Sport. Lên cả được Sport cho anh em rồi, rất là lợi con này, rất là lợi. Đời thì 2019. Phanh thì ABS. Vâng. Đấy anh em quan tâm một chiếc xe SH bản LED 2 tầng. Bản này là bản LED 2 tầng đời 2019. Đời chót 2019. Vâng, anh em nhìn này. Sần, anh em nhìn sần của em này. Đấy. 79 triệu anh em đã sử dụng được rồi. Đời chót cuối cùng nhá. Đấy, nhiều các bác thích những xe đời cũ nhưng phải là cũ. Còn anh ạ, anh Lê Cảnh ơi. Đấy, có thể nhìn nhanh những cái form đặc trưng của 2019, các bác nhìn cái mặt nạ nó sần này, đẹp đúng không ạ? Đấy, càng lên Sport này, vành cũng lên Sport này. Vành trước, vành sau, vành hai bên đều lên Sport hết. Đấy, lốp này 0719 này, các bác có thể nhìn nhanh được. Lốp cũng zin, vành zin, càng zin đều zin lên từ nhà máy cái bản sần này. Đấy, nếu không phải nhà máy nó sẽ là bóng nhá, bóng loáng là các bác lưu ý. Đấy, nó phải lên có độ nhám là mới gọi là chuẩn lên của nhà máy. Nên vùng lốp xuất xưởng đấy. Đẹp đúng không? Đấy, đẹp. 125 SH. Rất đẹp luôn. Yên này, yên chẳng chuẩn tay sách này. Nó có độ nhám đấy. Bác nào mà đứng trong nghề là sờ cái là biết ngay cái độ lên Sport chính hãng hay là lên Sport dập. Rồi, anh em đây em lại mở lại cho anh em xem cho cái cốp cho anh em cái không anh em cứ anh em nhìn này, ốc sần anh em nhìn độ sần ra sần đi anh em đi nhiều đi nhìn những cái này đấy nó người ta sử dụng nhiều thì đương nhiên nó sẽ mòn nó không còn gai nữa đấy cả mặt trên này nữa này đấy. 2019 69 triệu nhá, em nhấn mạnh lại giá là giá chiếc SH 29V1 76347 là 69 triệu. Vâng, cái quan trọng đấy anh em sử dụng nhiều những cái sần nó sẽ không còn gai nữa, nó lì nó bị mòn đi đúng không ạ? Đấy, thế này làm ra là ví dụ những cái dòng xe mà nó được, nó đẹp mà ít sử dụng thì đồng nghĩa cái việc là xe nó đẹp, nó còn zin. Đấy, bản LED 2 tầng, 69 triệu. Anh Lê Cảnh, xe 3 bánh còn không? Chiếc Elite 50cc đúng không anh? Còn anh ạ, à, em vẫn còn chiếc đấy, biển à. Vâng, 90 thì phải nhỉ em. Mua xe còn con, xe trắng đen bán không? Vâng, trắng đen bên kia Liberty bên em có luôn nha anh em nhé. Rồi em ơi, lên đi. Uầy. Anh Trần Văn Ngọc, chào anh em Hoàng Kiên. Vâng, em chào anh Ngọc, chào rất nhiều anh em đang ủng hộ bên em nhá. Chiếc click trước ạ. Xe ga, dòng của Honda, những mẫu xe động cơ 110 đúng không? À, đúng không? Xe click là 110. Cho nên đây đã, đang đúng rồi anh Đỗ Thành, xe đẹp lắm anh ạ, con 2019 xe đẹp lắm, 2019 giá 69 triệu đồng. 69 triệu. Vâng. Rồi. Đây anh em đến với chiếc Click đời 2010 bản đem dối rồi. Máy đây, các bác nghe máy đây. Biển Hà Nội, giá là 9.500.000. 2010 đời chót nhá, bản tem dối. Con này cũng like một vài lần rồi nhỉ. Vâng. Tay sách thì bên màu em đen, có sạch sẽ bắn. Màu đen biển tỉnh, các vâng, anh em lại lấy. Nhưng mà nếu màu đỏ đẹp biển Hà Nội thì con vẫn còn đây. Con này là dán em ạ, con này là dán, vâng, tay sách dán. Dán. Hay là các bác không biết hay là anh em bán hàng không biết để tư vấn cho mấy khách lấy. Chứ nhiều em thấy chiếc 17 có một anh em lấy rồi. Chiếc màu đen thì cũng có nhiều anh em hỏi và đã lấy. Nhưng mà chiếc biển Hà Nội còn màu đỏ đẹp thì anh em lại quên à, đúng không? 30L90178. Tay sách dán. Sân thì có spa lại nhưng nhựa sơn nó còn này, hay là do cái nhựa sơn nó xuống màu một chút đúng không, anh em thấy nó xuống màu đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đây là màu nguyên bản các bác nhá, từ những năm 2010 đến giờ thì nó đang cũng nhìn nó cũng đều đều. Còn anh Việt Hưng ơi, thế đấy còn chứ sơn lại thì nó cũng không đáng nhiều nhưng mà nó lại mất cái sơn zin lại tiếc. Đấy, đây là điều là nước sơn và tem đều nguyên bản hết đấy các bác ạ. Ở đây các bác nhìn này. Do nó là sơn nguyên bản, 5 tháng để lâu nên màu đỏ nó sẽ bị phai một chút. Anh em nhìn có thể thấy những cái đầu zin này trong này đúng không ạ? Zin này. Đồ. Anh Lê Tiến Dũng mua xe trắng đen bán luôn anh ơi. Rồi, TPX bên em có luôn ạ. Cho chị con trắng đen lên em ơi. Rồi,
chiếc này là 9,5 triệu. Đây, trắng đen chị giúp gọi đây. Đấy, anh em đang thích mua trắng đen, em bán luôn trắng đen. Đi nhập à? Trắng đen nhập khẩu, giá rẻ bất ngờ. Rẻ ơi là rẻ, hàng nhập khẩu lúc mua thì đắt nhất trong những mẫu xe. Rồi, gửi lời chào tất cả anh chị em đang xem livestream mọi người nhá. Anh em đang ở đây cho em xin một nút chấm ở đây ạ. Còn anh em có cần những cái dòng xe gì mọi người có thể comment cao ở đây. Này cao đấy anh em ạ. Nhập khẩu đúng không? Chạm được hai bên nhưng mà nó cũng là nằm trong top cao đấy. Đúng rồi. Chị rung lên là sẽ cao đúng không? Chính xác. Nó sẽ bị bối chân. Dòng này nó nhập cái vành 65. Dòng nó to đúng không? 60-65 lên. Các bác có thể xem ngay cái vành SH bên cạnh, không thua kém gì đâu vì nó là những dòng nhập khẩu, Liberty nhập khẩu. Ưu điểm là giá rẻ. Nhược điểm thì các bác chắc chắn không mắc rồi. Ông chủ đầu tiên sẽ là nhược điểm nặng nhất, mua cao bán rất rẻ. Đấy. Lúc đầu chủ mua vô cùng đắt những dòng Liberty nhập khẩu. Những năm 2009-10, bác nào có quan tâm mẫu này có thể biết giá đúng không ạ? Toàn thấy 6 mấy, 7 mấy một chiếc. Con này á, ngày trước lúc đăng ký gần 90. Em sợ nó còn đắt hơn đúng rồi. 8 mấy triệu đăng ký lúc thời điểm 2009-2010. Dòng nhập khẩu này anh em ạ, cả một cái gia tài 80 triệu, hơn 80 triệu đăng ký vào nữa. Đúng rồi, 9 mấy thì không biết đấy. Bây giờ anh em nào có quan tâm thì là 9 triệu. Đấy, để rằng cho anh em mình. Thời chưa thôi. Đúng rồi. Ngày xưa em đẹp nhất trần, bây giờ thì em lại người ta muôn phần đẹp hơn. 9 triệu nhá, hàng Liberty nhập khẩu. Đấy, ưu điểm là dáng cao, rồi. Đẹp, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi, ngon lành cho anh em mình. Nhược điểm thì tất nhiên là những dòng này nó sẽ tiêu thụ nhiều. SH vừa xong 2019 anh Trần Chiến ơi. Rồi, hàng nhập khẩu. Vâng. Kiểu cái là nó ăn nhiều xăng nhưng nó chạy lại bốc lại thoáng. Đây tất cả đều đồ đạc lên dọn lên để anh em có thể nhìn thấy. Hàng dọn, hàng Biazo hết nhá. Đây anh em nhìn các logo Biazo khác nổi. Tem, sơn. SH 50 triệu em có anh luôn Vũ ơi. Con này đời 2010 ạ. 2010 không 9 triệu thôi. Vâng, 2010. P2010 đấy anh ạ, 9 triệu đồng. Xe ngon lành cành đào anh em nhé, bản nhập khẩu. Một thời ngày xưa tầm gần 90 triệu, bây giờ bán ra 9 triệu đồng. Em ơi, lên đi. Rồi, một chiếc A-Blade anh em nhá. Em có Win đỏ đời 1993. Anh có Trần Chiến SH năm bao nhiêu? SH219. Anh Nguyễn Đức Thịnh cho xem quay 20 xấu đi màu trắng. 26 là 26 màu trắng à? Em còn màu xanh thôi anh ạ. Màu xanh biển 36 216 anh Thịnh nhá. Vâng. Xin chào anh em. Vâng, chào anh tâm sự với em. Chào rất nhiều các anh em đang có mặt trên bếp. Mong các anh em chia sẻ giúp bên em nhá để được vâng. Nhiều anh em biết được những sản phẩm. Win đỏ 1993 em có nhập anh em, những cứ xe đẹp, xe chất lượng, không an ninh đảm bảo là bên em vẫn nhập bình thường ạ. Đặc biệt là Win, em rất thích Win. SH 2010 xe cổ là đúng chân nhà em luôn. Đảm bảo cam kết hết giá cho các bác. 160 đời 2024 không còn con nào nữa. Em còn biển tỉnh thôi. Biển một tỉnh chiếc. Đâu anh em, xe biển tỉnh đúng không ạ? Hiện tại em chỉ còn biển SH biển tỉnh 160 thôi. Có click đỏ đó đi tốn xăng không? Hàng Honda không đáng lo ngại quá anh chị ơi. Dao động tầm khoảng 2.5-2.8. Nó là xe ga của Honda. Đấy, có tốn hơn những dòng FB nhưng Honda thì chưa gây đến mức độ anh em phải lo nghĩ. Sang mẫu LED, hàng có kim phun điện tử bản 5 lan 2009. Hàng đen. Đấy nó mới rẻ anh ạ. Anh Nguyễn Nguyên thì nó mới rẻ, tại vì những cái dòng Biazo thì đương nhiên là nó sẽ rẻ rồi. Một chiếc A-Blade anh em nhé, đây anh em đời từ 2010 này. Đấy, 2009-10 bây giờ xe vẫn giữ giá, vẫn trên chục triệu. FI, bản FI, biển 36X17541 anh em nhé. Form dáng này được các anh chị em đón nhiều, nhất là các anh, các bác, đúng không ạ? Giá thì để cho các anh, các bác là 12 triệu thôi, 12 triệu. Lên đường, bác nào có quan tâm thì hãy chọn màu đen, hàng FI 5 nan. Đây, quay A tí em ra có rồi. Cái nước sơn này là còn, nên là anh em nhìn sơn và tem nó còn này. Tất nhiên là sau 5 tháng nó xuống rồi, đúng không? Rồi, anh quay. Bản này bản là không phải nẹp inox nhá. Nẹp thường hơn, nẹp gầm. Cứng cáp, xe rồi. Được cái thôn nó cũng đều đều cứng cáp. 12 triệu. Giá 12 triệu đồng. Đúng rồi. Anh em nghe máy, đúng không ạ? Dòng này cái máy chạy rất thích, côn chắc và nó đấm, nói chung là phát nào ra phát đấy. Riêng những dòng A-Blade này em thấy các anh em chạy đều chung quan điểm hơn hẳn với những chiếc LED về sau. Động cơ đều là 110, hàng có phun xăng của AB của Honda tất để chạy những chiếc 2009-10 đấy, hoặc đầu 2011 sẽ hơn ưu điểm hơn nhiều với những chiếc 2011-12 về sau. Bác nào có quan điểm giống em không ạ?
12 triệu. Rồi, biển 36. Tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe 110. Những bản này là bản dành cho anh chị em, các con mình đi đi làm, đi chơi, đi công trình, công trường đều ok mọi người nhá. Cái dòng xe này thì nó là hàng thông dụng rồi, ai cũng có thể. 17 thôi ạ. Động cơ 110, rồi. Màu trắng. Đây anh tâm sự với em vừa hỏi 100 thì anh có quan tâm đến 110 không? Có thử đổi chí phong cách sở thích sang 110 không? Mới hơn, lại rẻ hơn. Đấy, mà zin nhiều hơn, chính xác là zin hết luôn. Đấy, anh em, cái này có sờ ba này, đây vành nan này, may hơn. Dạ vâng, anh ơi, địa chỉ em 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Đúng ạ. Địa chỉ em là trụ sở chính bên em là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh quay hộ em cái biển số xe, địa chỉ nhà đấy ạ. Đây em phải quay đây này. Hoàng Kiên nha anh em nhá. Rồi một chiếc 2017, biển số xe là 35B237940, màu trắng. Được sang 2018. Hàng là máy zin, những cái tay nắm, tay phanh này đều còn hết các bác này. Đấy, có chút da máy, có nhiều càng trước là có sờ ba lại thôi. Còn tem mác vẫn theo xe đây. Giá cũng để cho anh em mình, hàng mộc 12 triệu. Anh em nào quan tâm những chiếc Way thì đây là lựa chọn hợp lý. Nhất là những chiếc Way A, đúng không ạ? Hàng nó giữ giá và đẹp dáng. 12 triệu đồng. Rồi. 12 triệu đời 2017, biển Ninh Bình anh em nhé, 35 Ninh Bình. Anh em quan tâm một chiếc đẹp hết đây rồi, đấy, dáng này chạy kiếm tiền về. Đấy, nhất là những bác nào ở đúng tỉnh hoặc các bác không quan tâm đến biển thì những chiếc xe biển hàng luôn hàng luôn lợi về dáng. Rồi, hàng dành cho anh em gọi là thích nhẹ nhàng, dòng này lượn phố thoải mái anh em ạ. Những dòng xe to, xe ga thì mọi người có thể lượn phố nó lượn lách, nó hơi bị vướng víu anh em thôi. Em thích đi xe số cho lành. Nó thông dụng và nó thông dụng. Rồi. Honda nên thì nó càng lành và dễ tiếp tục thêm để phục vụ anh em những màu khác nhau. Đấy. Ừ. Bên trong nhà em vẫn còn cả những màu xanh tím vẫn còn. Đấy. Thì đây, màu đen, bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể đến với chiếc đang sản xuất ở những năm 2020 nhưng đăng ký thì sang 21 rồi. Các bác nhìn đẹp này. Đẹp. Zin hết luôn. Zip bên em nhiều anh em nhé, xe zip bên em luôn. Có nhiều ạ. Máy cũng zin. Chiếc này thì được cao hơn sang hẳn biển Hà Nội các bác nhá. Đấy. Ừ. Đời cao, biển Hà Nội, đăng ký tháng 12, 2020, tức là còn mấy ngày nữa sang 2021. 829113. 15 triệu 500, biển Hà Nội, tháng 12, 2020, nó là bản đèn sáng suốt nhá, các bác có thể bật lên là đèn sáng này. Rồi, đèn nó sáng. Bên em nhiều anh em ạ. Sơn nhũ, tất cả đều đẹp, nhìn hết luôn, bác xem. Nhìn nhũ cả hai bên luôn. Sau 3-4 năm lốp láp thì còn nguyên bản hết, 27-20 này bác xem. Lốp cũng còn theo xe nhá, máy thì anh có thể lướt qua cái đầu bỏ vách máy thì các bác yên tâm. Hàng zin thì có thể cả cái đồ trong yếm trong này, hay là đồ sần này. Rất đẹp ra máy này, nguyên bản để chân này. Đấy, chân trống thì quấn cao su rồi, để chân sau zin hết tem theo xe. 15 triệu 500. Rồi, 15 triệu 500 nghìn, 2020. Đấy. Hàng mới chạy 1,5 triệu lốp zin theo xe, sơn zin, máy zin, và có thể yên tâm được cái biển Hà Nội. Xong này đi sướng lắm anh em ạ. Thôi nó vừa tiền, dành cho anh em vừa anh tiền mọi người nhá. Đấy, biển Hà Nội đây anh Thịnh ơi, anh có nhu cầu anh xem cho em chiếc này. Vâng. Anh Toàn Hạnh, vâng, chào anh. Dòng rất cho anh em gọi Way đúng không ạ? Em ra một loạt Way đây để anh em có thể quan tâm. Nhiều. Chơi món. Rồi. Chơi món nhiều nhiều Way đấy. Thôi nhá. Em thua rồi. Rồi, một chiếc xe màu xanh Aji Baiza, địa chỉ trụ sở chính 52 Chùa Hà, địa chỉ các chi nhánh cả phố Chùa Hà, Hà Nội. Chi nhánh thì em có hai cái rồi, một cái là ở 62 Chùa Hà, cái là 64 Chùa Hà. Đấy, anh em có thể quan tâm đến địa chỉ 52 Chùa Hà, sau đấy có quan tâm thêm những sản phẩm em sẽ để ở hai chi nhánh còn lại như 62 và 64. Anh em có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp chi nhánh chính ở 52 để có đội ngũ bán hàng đưa và tư vấn anh em. Vâng. Anh gọi là anh Aji Bét Nhè. Bài dài. Anh có cái bất nick name Aji Bét Nhè. Xe S 150 đời 2023 em có anh em nhé. Đúng rồi. Không là mới em có 125 150. Anh Đức hỏi AB 27 cũng có luôn, giá tầm khoảng 25 triệu. Anh em có thể chốt được những chiếc A 17 biển tỉnh thì rẻ hơn. Đấy. Ở những chiếc A Blade 27 đèn led cũng rất là phù hợp với mức giá và sản phẩm thì yên tâm rồi. Chiếc led còn đang. Vâng, nay thấy anh em đi đâu hết đấy nhở? Anh em còn trên này cho em xin nút comment cái để cho anh em nhìn thấy nhau cái mọi người nhỉ. Anh Đức AB 2017 là có rồi. Có rồi. Rồi. Way. Anh em có thể tìm hiểu cân đối thêm một mẫu Way A 100. Đấy.
Vừa rồi là những mẫu 110, nhưng nhiều anh em vẫn còn chưa đánh quay cái đầu bò. Riêng máy 100 phải xem đầu bò đầu tiên, đúng không ạ? Dạng đầu bò 4 ốc, hàng mốc đầu bò rong vàng chuẩn rồi. Máy zin 216 đúng không ạ? Càng đóng 216. Ưu điểm là máy zin, máy 100. Nhược điểm thì đồ nhựa đằng trước có spa lại, nhũ cũng đã spa lại rồi. Đấy. Thì tôi những bác thích chiếc đẹp, đỡ mất tốn kém thêm kinh tế. Đấy, để các bạn kỹ thuật bên em xử lý spa lên. Máy nổ này. Riêng máy 100 những chiếc này thì quá hợp lý, quá chất rồi. Các bác chạy lai thồ hoặc vận chuyển đi chơi những động cơ 100, nó là động cơ máy zin đấy các bạn. Máy 100 của Wave 100 là động cơ máy zin. Hàng đầu bò 4 ốc chạy rất bền và êm. Đấy, đang nóng máy càng êm. Rất là thoát máy. Hình rồi. Thức thì có dọn dẹp nhá. Ưu điểm là máy zin, nhắc lại để anh em có thể yên tâm. Rồi, biển thì biển 36C1 anh em nhá, 25558, 3 con 5 đằng sau. Đấy, 13 triệu 800, 13 triệu 800. Nhấn mạnh luôn là anh có thể quay lại. Đầu bò này bản 100 chiếc zin nhờ anh em công nhận không ạ? Là câu chuyện ba mấy ngay, hai mấy cuối gần 3/3. Đấy, còn cái việc sơn chi dọn đẹp thì thôi, cũng chiếc quay. Nó đã mộc nó xấu thì để các bạn ấy làm đẹp lên để anh em đi cũng được. Đấy, có sơn nhá, có sơn những cái cánh yếm, cái rè hay là cái càng có sơn lại rồi, hay đôi ra máy. Nhưng để được cái máy zin và nghe tiếng máy này, anh em thấy là giá trị chiếc máy 100. Nó chất và nó chạy, nó đặc biệt, nó có những cái sự khác biệt với những chiếc máy 110 về sau rất nhiều. Đấy, những anh em đã trải nghiệm dòng 100 có thể chung quan điểm đúng không ạ? Rồi, máy zin đấy, hàng rất ok. Rồi, một chiếc Future một đời đầu anh em nhá, bản xinh nhan trắng á. Anh em để em xem em đọc cái comment cho anh em nè. Hai biển 16. 16K6 anh em nhá, 0315. Future 1 đời đầu. Nhiều anh em thích. Đấy. Có khả năng con này nó là biển tỉnh, có khả năng anh em trương mà được cái máy móc chất lượng. Đấy, biển thì biển Hải Phòng anh em nhá. Anh máy thích con xe Away màu máy xanh đời đẹp 2004 đấy. Bác nào có không quan tâm hoặc cần rút hồ sơ bọn okay, em cũng tạo điều kiện được. Có chứng minh thư chủ xe đầy đủ hết. Máy zin, sơn đẹp, nghe tiếng máy này, da máy này, các bác nhìn những cái đồ đấy, Future mà đúng không? Sơn, nhựa, da máy, đồ sần này. Ơi cái đồ sần zin này, cái tem này. Cái đẹp ơi, cái đẹp của xe này, nhấn mạnh để anh em có thể cảm nhận được. Đấy. Bạc càng này mất cái bô đúng không ạ? Sang cái bô này hơi mất điểm một chút, đấy, mất bô rồi. Rồi anh quay lại cái đầu bò xong em ra máy để các bác nghe. Riêng cái dòng Future này nhiều bác quan tâm đến máy gì các bác nghe máy này. Quá chất luôn. Chờ càng này, càng là nguyên bản hết nha anh em nhé. Chân đan này, vành Goshi này, anh em nhìn chân đan này. Nhựa này, đều là zin hết. Đấy. Đồ là sơn zin, máy zin, ra máy còn zin hết anh em xem. Cả xe duy nhất nhược điểm có mỗi cái bô thôi. Hộp xích này nguyên bản theo xe này, anh em nhìn đẹp. Chân đan sau nó xì xuống đúng như bao năm tháng luôn. Đẹp. Rồi. Future 1 đầy đầu anh em nhé. Vâng. Anh ạ, à, anh lấy con gì đấy? Con kia. Anh bán à? Em ơi vào bảo anh. Dạ vâng, Thiệp đang ở tí. Hợp lý, anh em nào có nhu cầu 18.500 cho một chiếc Future 1. Máy zin, sơn zin. Ôi, đẹp đúng không? Rồi, còn chiếc zin. Đây, chiếc zin đang kê trên này. Một chiếc Dream Việt Nam anh em nhá, Dream Việt Nam. Anh chờ xíu nhá. Zin Việt Nam anh em ạ. Đời 2008. Đúng rồi. Lên biển định danh, đăng ký lên tận 2024. Đấy, hàng này em nhớ. Em nhớ nó vì là nó ở với em cũng tương đối là 1-2 tháng sao ấy. Thế tôi xuống giá cũng... rồi 26.500. Rồi em cũng like mòn mõm 2-3 lần rồi. Tôi lần này anh em nhá, được cái tem vâng. Này, tem zin này, các bạn nhìn tem zin này, máy zin này, em vẫn nhớ chiếc này. Bô lên 2543. Dạ, máy vẫn đang nổ suốt này, đồ nhũ này, càng này. Đấy, đều còn hết này. Ra máy có phơi nhẹ một chút ở mặt trên rồi. Rong xanh của cái đời 2008 anh em. 2008 rồi. Thấy không? Đấy, chuẩn rong xanh đồ bò đẹp. Đúng không ạ? Rồi. Càng trước này cũng một chút có spa nhẹ. Đấy, chân nan được. Và vành có một lỗi tí ở dưới chân van. Đấy. May được, càng ngày có nhẹ một chút.
26.500. Cô Tay, hiện tại hôm nay anh em ở trên tầng, anh em đi dọn xe nên hôm ra là hơi mệt rồi, nên hôm ra là hẹn anh em Côn Tay vào buổi live ngày hôm sau. Đúng anh rồi. Em nhé. Hôm nay rất là nhiều anh em Côn Tay. Đúng rồi, nhà em rất là nhiều. Cũng đang tính là chiều ngày nay nó mưa thì bọn em lên live Côn Tay, nhưng mà nó cũng không rất là oi, thật sự bầu trời nó rất là oi. Vừa xong báo là hai mấy triệu em nhỉ? 26.500 triệu. Vâng, 26.500 anh em nhé. Thực ra con này rất là cứng cáp luôn đấy ạ. Mà là cái gioăng xanh. Đúng rồi. Bác nào chơi Jeep Việt đời gioăng xanh ở 2008-09 là được các bác chọn hơn rất nhiều. Mặc dù để tìm được những chiếc đẹp thật sự ở 2008-09 lại ít hơn ở những đời chót, anh em cũng nhận không ạ? Đấy, nên còn được chiếc này cũng chỉ dám đi nhận máy zin, còn về phần nhũ các thứ cũng gọi là bình thường. Thì em cũng để ra cái mức hợp lý để các bác có thể quan tâm, có thể tiếp cận một cách dễ nhất. 26.500 máy zin gioăng xanh chuẩn 2008 nhá. Phải nốt cho em cái này anh em, cho lấy chồng đi cái mòn mõm con này rồi. Anh em nào yêu thương em làm cho em con này cho nó đi lấy chồng hộ em cái không à. Nó cứ loanh quanh ở đây. Cái 26 triệu. Ừ, 26.500. Vẫn còn zin anh em nhá, dàn chân zin là vẫn còn zin đấy ạ. Bên em có đánh xi thôi. Đồ đạc đều cũng các bản gioăng xanh đấy, không tám sao anh em lại không thích con này gì. Em thấy máy móc được mà. Đây, nổ lại máy cho anh em nghe luôn. Chắc là anh em ngại cái biển định danh hay sao? Ra, gì, không quan trọng anh em nhá. Vâng, định danh anh em cứ mua bình thường thoải mái, không vấn đề gì ạ. Mà bây giờ sau này anh em mà nó sẽ làm phổ thông với dòng tiền này, nó không khác máy này. Máy đời này thì là chất rồi đúng không ạ? Nhấc người luôn đi chứ. Đấy, anh em nhìn côn keo vẫn ok, không vấn đề gì đâu này anh em. Anh quay xem cái này anh ơi. Quay xem cái này trên bên này. À, riêng những chiếc Dream Việt. Không không, anh phải đứng xa ra. Em đang nổ mà, em đang nổ thử đấy. Đấy, con keo không ngu éo gì hết. Em mà không có lấy chồng được, chán nhở. Rõ ràng sinh gái, không biết nỗi gì đâu. 26 năm, hàng là máy zin. Sơn thì nhựa ok, nhũ có một vài Rider chỉ rất kỹ rồi. Anh nhái bén, Rider hình như là hiện tại là mình có còn một chiếc 2014, giá là gần 20. Con này đời 2008 anh em ạ. Vâng, 2008 anh nhá. Vespa tầm 15 triệu rất nhiều anh nhiều. Lương Văn Trung ơi, rất nhiều. Vision bao nhiêu anh? Vision thì anh em từ 16 triệu cho đến hơn 30 em đều có, 2014 cho đến những chiếc 2022 em có hết. Future em rất là nhiều, Future 1, Future X, Future LED đời mới 2022 em cũng còn luôn. Dạ đủ ạ. Đấy. 16 triệu có không anh? Anh Sói, cảm ơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Zim Nhật á. Zim Nhật là Zim Thái đúng không anh? Zim Thái bên em còn mà, Zim Thái bây giờ hơn chục triệu em cũng còn luôn. Đấy, anh xem là có ai lên live được không để em hóng anh em, có mấy anh em để ra đang trong nhà đang hóng lên live, biết là có anh em còn lên không? Chưa thấy. Vâng. Em xem là có anh em nào comment nữa thì em đọc nốt comment xong rồi em xin phép xuống live mọi người nhé. Các cái dòng xe bên em còn rất là nhiều anh em ạ. Đấy, anh em nào chỉ cần quan tâm những cái dòng xe gì thôi thì bên em sẽ đáp ứng cho anh em. Tại vì những cái dòng xe thầm thời điểm này thì bên em là đang chạy nhất là vẫn là dòng 50cc dành cho các con. Còn là vẫn chung chung bên em vẫn là SH, vẫn là xe quay đi ăn đi làm, những vẫn là đều. Vẫn luôn phục vụ anh em. Những sản phẩm đầy đủ hết, những đời, những giá, nên anh em có nhu cầu quan tâm có thể inbox để lại số điện thoại hoặc là nhắn những cái nhu cầu của mình. Bên em biết sẽ phục vụ anh em làm sao nó tốt nhất đúng không ạ? Chưa có sẽ cập nhật nhanh nhất để phục vụ anh em. Mình muốn mua quay màu trắng anh Văn Tâm, đúng mua quay màu trắng. Em vừa like một chiếc 27 điển tỉnh thì 12, Hà Nội thì màu đen đúng không ạ, lại phải hơn 10 năm thì anh cũng có thể cân đối hai cái form đấy có được hay không, hay anh thích form nào cho em biết cụ thể hơn. Rồi chắc là cũng hai chị em cũng like cái lượng xe nó cũng Đức Bê Mâm bảo thôi chị ăn thế thôi. Ăn nhiều nó đủ rồi, ăn nhiều nó mắc ngày mai không ăn được nữa. Đấy, chắc là có lẽ là cho phép em và đồng thiệp xin phép xuống like, gửi lời cảm ơn tất cả chị em đang xem livestream. Biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều, mọi người đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Anh em nào có nhu cầu gì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số hotline bên em là ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin chào mọi người.